Thanh Hải xin kính chào quý vị và các bạn, và sau đây là bản tin dự báo thời tiết tỉnh Lâm Đồng cho đêm nay và ngày mai 15 tháng 9 năm 2021. Thưa quý vị và các bạn, trong 24 giờ qua, tỉnh Lâm Đồng chịu ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Trung Trung Bộ, kết hợp với gió mùa Tây Nam có cường độ trung bình đến mạnh. Do vậy, thời tiết trong tỉnh nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng gián đoạn, chiều tối có mưa rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong 24 giờ tới, thì tỉnh Lâm Đồng sẽ tiếp tục chịu ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Trung Trung Bộ, kết hợp với gió mùa Tây Nam có cường độ trung bình. Do vậy, thời tiết trong tỉnh sẽ có khả năng nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng gián đoạn, chiều tối có mưa rải rác đến nhiều nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Cụ thể, khu vực phía Bắc tỉnh bao gồm thành phố Đà Lạt, huyện Lạc Dương và Đam Rông. Ở khu vực này, nhiệt độ dao động từ 16 tới 25 độ, độ ẩm từ 82 đến 87%. Trời vẫn đang duy trì nhiều mây, đêm có mưa rải rác, ngày nắng gián đoạn, chiều tối có mưa rải rác đến nhiều nơi. Khu vực phía Đông tỉnh bao gồm các huyện Đơn Dương, Đức Trọng, Lâm Hà và Di Linh. Ở khu vực này, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 19 tới 29 độ, độ ẩm trung bình từ 80 đến 85%. Tại đây, trời nhiều mây, đêm có mưa vài nơi. Ban ngày, tuy lượng mưa giảm hơn so với những ngày trước đó, nhưng những cơn mưa rải rác vẫn sẽ xuất hiện về chiều. Khu vực phía Nam tỉnh bao gồm thành phố Bảo Lộc và huyện Bảo Lâm. Ở khu vực này, nhiệt độ dao động từ 19 tới 29 độ, độ ẩm từ 85 đến 90%. Trời nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng gián đoạn. Từ chiều tối sẽ xuất hiện mưa rải rác đến nhiều nơi. Khu vực phía Tây Nam tỉnh bao gồm các huyện Đà Oai, Đà Tẻ và Cát Tiên. Ở khu vực này, trời nhiều mây, đêm có mưa, ngày nắng gián đoạn. Những cơn mưa chiều rải rác đến nhiều nơi vẫn sẽ còn duy trì trong thời gian này. Nhiệt độ dao động từ 23 đến 33 độ, độ ẩm từ 82 đến 87%. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay, qua theo dõi trên ảnh radar thời tiết, đang tồn tại những vùng mây dông trên khu vực thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc và các huyện Lạc Dương, Đam Rông, Đức Trọng, Di Linh, Cát Tiên. Hiện tại, đến những giờ tới thì những vùng mây này sẽ gây mưa rào cho các khu vực nói trên, và sau đó có thể lan sang các khu vực của các huyện Đam Rông, Lâm Hà, Bảo Lâm, Đà Oai, Đà Tẻ. Trong cơn dông cần đề phòng mưa lớn cục bộ kèm theo tố lốc sét và gió giật mạnh, cấp độ rủi ro thiên tai cấp độ 1. Còn sau đây sẽ là dự báo thời tiết tại một số thắng cảnh, khu điểm du lịch chính của tỉnh Lâm Đồng và một số tỉnh thành trong cả nước. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.